hai con vít cho bác đây nhá. Phi vây. Bát 40 kèn gần 50. 15 triệu 9. Đây cho bác quay sang MB3. Đây một số khách đã được nhận hàng rồi đấy. Một số khách hàng đã nhận hàng dòng B3 này. Tâm đắc nhất một bác. Một bác trung tuổi bác ạ. Đúng là khủng khủng thật cháu ạ. Chắc các bác ấy về cũng tò mò mở ra khui hàng ra đấy bác. Bởi vì là cái dòng B3 này này nó quá khủng luôn. Bình thường là những đôi loa B3 thiết kế với cái kích thước thùng như này. Đúng, bình thường những đôi loa thường nhé, chứ không phải B3. Thiết kế với kích thước thùng như như vậy thì nó chỉ có lên đến 1 tép hoặc 2 tép thôi. Nhưng đôi B3 này nó đã thiết kế lên đến một chung này, một tép. Một chung nữa một chứ. Vậy là hai chung hai tép hai bên. Hầu như ít có đôi loa nào mà thiết kế theo kiểu loa vừa nghe nhạc karaoke như này. Bao nhiêu? Em đã báo rồi mà, bao B3 xịn hết cho bác luôn. Bao zin xịn hết cho bác. Dòng này thì chắc chưa có ai chê được. Những bác nào mà đã dùng đôi loa B3 này mà chê này thì em bó tay. Phân tần của nó đây bác ạ, nhìn này. Bên em nhấc ra em vừa nhìn này. Em vừa nhìn cái dây này này, nó lỏng lẻo quá, nó kém nó mọt đây này. Bên em còn giật đi này bác nhìn. Này. Em giật bỏ ra. Giật bỏ ra em rít thay dây rút khác cho bác luôn đấy. Được chưa? Kiểm tra từng chi tiết luôn nhé, không bỏ sót. Không may nó có lỡ cái gì thì lúc chuyển đến các bác không may nó lỗi cái gì cái lại quay lại chết tiền cước của em rồi. Nên bên em cũng đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Không may nó lỗi thì phải chịu thôi. Nó lỗi hay nó thế nào đấy thì lại bên em lại phải chịu cước đi cước về, nó mất việc lắm. Đây là dòng B3 thương hiệu rất là nổi tiếng, thương hiệu loa đến từ Đức, đến từ Đức bác nhé. Đức hiệu B3 nổi tiếng rất Đức. Chất âm ấm áp, ấm, nghe nhạc và hát karaoke cực kỳ hay. Phải nói là cực hay chứ không phải nói là hay, tuyệt vời luôn. Đây ạ, đấy. Để cho bác nhìn. Phân tần thì như em Tuấn đã nói đi đúng không, nó chiếm bên bên thành thì nó phải hết 1/3, gần nửa đấy, chứ không 1/3. Bác nhìn sân tận kia đấy. Phân tần của nó thì quá khủng rồi. Quá khủng. Đôi này có mức giá là 5,6 triệu. Hàng chọn bác nhá. Kia, những thanh ép của nó bên kia. Nẹp hai bên và mặt cái căng. Sau đây em ra đây, nó vẫn đây. Đây là những đôi loa chưa dọn. Trước khi đến tay các bác, em báo giá là 5,6 triệu, là đến tay các bác là bên em sẽ cho anh em dọn sạch đẹp lung linh cho bác rồi. Nói tóm lại chỉ sẵn dùng, sẵn chơi thôi. Đẹp lung linh. Đây, các nhìn đây. Nó đẹp lung linh hết luôn. Dọn đến, đấy. Chỉ sẵn chơi thôi. Đây là đôi loa B3. B3, 5,6 triệu. Về thông số đằng sau đấy. Thông số đằng sau nó là dòng loa B3 HF101. HF101 công suất của em nó là 150W. Đây là 150W công suất bình thường. Nói tóm lại là đây là công suất thực. Nó dòng này nó chỉ ghi một công suất, nó không ghi công suất ảo như bên kia là đến 500W. Nhiều đôi loa người ta ghi đến 500W hoặc 450W, đấy là công suất mắc bác ạ. Đấy là công suất mắc là gì? Là công suất chịu tải tối đa. Nếu các bác vặn đến mức đấy thì loa nó cũng chết rồi. Độ nhạy 92, trở kháng 8 ohm, cân nặng một chiếc là 13,2 kg. Các bác nào ở đây để chế độ đánh loa, bác để chế độ này cho em. Còn center bác nào muốn dùng con này loa center, loa trung tâm ở giữa mà dùng chế độ center thì bác gạt lại này để làm loa lời ở giữa. Còn không nếu mà nghe bình thường bác gạt hết này cho em. Được chưa? Đấy, về phía sau thân thùng loa nó kích thước nó tầm khoảng 18 đến 19. Đây. Loa thiết kế kiểu loa full loa phễu. Độ sâu nó 30. Chiều ngang ở điểm trước nó tầm 28. Đấy. Còn chiều cao của con này là 1 2. Chiều cao nó tầm khoảng độ 48, 46 đến 48. Rất là đẹp. Nhìn để ở phòng khách gia đình những dòng loa này thì vừa sang trọng lịch sự đẹp. Ngoài đôi này các bác đây là đôi màu sơn truyền thống như này. Ngoài đôi này ra các bác có thể chuyển những cái màu sơn để cho nó thích hợp với căn phòng của bác. Ví dụ như màu sơn trắng, sơn vàng, sơn ghi hay sơn gì tùy. Các bác chỉ cần vặn những cái vít này ra này. Vặn những cái vít này ra. Đấy. Thì khi các bác vặn ra đây, nó là đây rồi. Thì bác có thể tùy ý. Bác có thể tùy ý sơn cái mặt e căng này này. Cái mặt e căng này bác thích sơn màu gì thì sơn. Hoặc là bác để mặt luyến này được, không thì trong mặt thép của nó đây. Thép của nó rất chắc, bác có thể sơn màu gì sơn tùy. Cái mặt e căng. Đấy. Còn đây, cái mặt sườn ốp bên cạnh như em vừa bảo các bác tháo đấy, thì cái mảnh này các bác có thể sơn loại gì sơn tùy xong bác lắp lại ra một sơn đấy.
đấy là các bác sơn đồ sơn tùy cho. Mức giá thì em tuấn báo rồi nhá, hàng đẹp hàng chọn, mức giá 5,6 triệu, đấy là mức giá em bán chứ không phải đưa ra để mặc cả. Không nói muốn bán nói rõ luôn cho nó dễ được chưa. Các bác có thể dùng đôi B3 này với chiếc âm ly này cũng được, nhưng chiếc âm ly này đối với B3 thì nó thừa nhiều quá, bởi vì công suất mắc của em nó đã lên đến 1000W rồi. Đôi này đèn vu rất đẹp bác nhé, đôi này đèn vu cực kỳ đẹp luôn ạ. Đấy thì em xem con công tắc còn cắm không, nó bị chập mất luôn loa. Đôi này công suất đèn vu đẹp lắm, đèn vu rất là đẹp. Chiếc âm ly này thương hiệu Mỹ nhé, MAX 202, công suất 1000W. Nếu đánh đôi loa kia nó thừa nhiều, còn bác nào lấy thì còn dòng dòng này đánh full bát 30 thoải mái, đánh con bát 40 này cũng đánh ok rồi, nhưng mà em nghĩ đánh lâu là sẽ hơi đuối. Đấy bát 30 thì thoải mái luôn. Echo Revert thì dòng này không thể chê được, không có chỗ nào để chê, nhưng mà con âm ly này nó cũng không rẻ tiền, nó 6,8 triệu, 6,9 triệu các bác, không rẻ tiền vì chất lượng của nó thì không thể chê được, không có một lời nào chê. Em Tuấn đã test rất là nhiều cho bác rồi, đánh cực kỳ hay. Con này có cổng ra hai cổng cắm bắp chuối hoặc là mỏ vịt vào đây, một cổng cắp ra canon, đây cổng ra đấy, quạt gió công suất như thế bắt buộc có quạt gió rồi. Con này chạy được điện 100V và điện 220V. Các bác chú ý đấy nhá, nó chạy được điện 100V hoặc 220V do gạt đây. Đây. Nhìn nhá. Xin biết là cổng vào của nó thì nó có rất là nhiều cổng vào luôn. Con này có cả khiển luôn bác nhá, có cả điều khiển luôn. Cổng vào AV1, V2, V3, V4 luôn và cổng out ra. Ngoài ra thì con này có thể làm pre được này, làm dè cho bộ pao ấy, bộ pao bộ đẩy. Cửa này cho xuống đẩy được này. Đẩy hộc pao. Ngoài ra có cửa ghi âm thu âm này, cửa lai sang một âm ly khác này, có cả cửa cổng súp nhé, đây là cổng súp luôn, cổng này ra nguyên súp trầm, súp trầm, cổng mic nữa. Đấy. Con âm ly này thì chắc không làm các bác cái đâu, bác nhìn này, đặc biệt là công suất của em là trở kháng của em nó đánh được từ 8 đến 16 ohm, vậy là thoải mái cho các bác chưa, chi tiết như vậy. Ngoài ra phía trước và phía sau có thêm hai cổng mic để cắm về phía sau cho nó gọi là hình thức ấy, che đỡ cắm bằng trước nó lồi thôi ấy. Đây sau con này 6,8 triệu hay 6,9 triệu đấy. Phía trước thì có một cổng music trên cùng, có lau lớt này, ba lăng đầy đủ hết, cổng echo một dãy. Ngoài ra có ba cửa mic, có cả cửa mic cắm canon đây luôn, một volume chỉnh to nhỏ của mic và volume to nhỏ tổng của nhạc. Ngoài ra các bác có thể nghe hoặc hát chỉnh theo tốc độ nhạc, ví dụ như thăng trầm đây này, có từng nốt nhạc bác có thể tăng giải nhạc hoặc là tăng hoặc giảm, ok chưa. Còn chế độ tự động đây. Rồi chào các bác.